Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tây tháng 3 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 25 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang về niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi, bảo thân tiết dục và phóng sanh, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1. Tổ Sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật. Nếu chúng ta có thể đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha như con nhớ mẹ, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh của Đức Thế Chí, và xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh của Đức Quán Âm, sẽ hòa lẫn trong một tâm để niệm hồng danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày chày tháng, cái tâm nghiệp thức chúng sanh sẽ trở thành Như Lai bí mật tàng, để gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm. Cho nên nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Người có duyên gặp được, mong chớ coi rẻ. Đấy là đường vào cửa niết bàn của vi trần Đức Phật. Huống gì chúng ta là người đời mạt pháp, há dám chẳng noi theo ư? Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp, mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đất tam ma địa ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng thiệt căn phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai nhĩ căn phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý thiệt nhĩ ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông, dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhép. Đó gọi là nhiếp tròn sáu căn. Nhiếp tròn sáu căn để niệm, tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm, thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Câu chuyện niệm Phật vãng sanh trích trong lá thư số 202, bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Triệu Tôn Nhân. Triệu Tôn Nhân pháp danh là Bồi Canh, người ở thành phố Mã Đường Như Cao, tuổi ngoài 30, theo đuổi nghề buôn bán, tánh tình thuận hòa, chân thật không trá ngụy, làm việc quả quyết thật thà. Mấy năm gần đây được nghe pháp môn tịnh độ, bèn sanh lòng tin tưởng sâu xa, hằng ngày lấy chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh, gác qua chuyện buôn bán, chuyên làm chuyện từ thiện công ích hết sức tích cực. Do vậy đề xướng lập ra tế sanh phân hội và Phật kinh lưu thông xứ, hễ có các chuyện lành nào đều tận lực lo liệu, không chuyện gì không làm. Đối với đèn đường ở địa phương, đích thân ông sáng thâu về, tối đi thắp lên, chẳng nề mệt nhọc, người cả một phương đều cảm phục lòng thành của ông. Ông dùng lòng thành để cảm, mọi người dùng lòng thành để ứng. Phàm khi ông quyên mộ, không ai chẳng thuận theo hầu viên thành ý nguyện cho ông. Mùa đông năm Dân Quốc 15, 1926, ông mắc phải bệnh ngặt, vẫn gượng đè nén cơn bệnh, đề xướng Phật thất để cầu thế giới thái bình. Dự định khởi thất vào ngày mồng 2 tháng Chạp, đến ngày mồng 8 là viên mãn. Thỉnh sư Phạm Thành chùa Tây Phương ở Quật Cảng làm chủ thất, chi phí đều do thiện tín tự đóng góp. Người dự hội niệm Phật hơn 40 người. Cư sĩ tuy đang bệnh nặng, nhưng niệm Phật càng thêm tinh tấn như người không bệnh. Đến 7 giờ tối ngày mồng 6, bèn ngồi niệm Phật qua đời. Những người đang tham dự hội càng thêm khẩn thiết niệm Phật, giúp cho ông được vãng sanh. Sau mấy tiếng đồng hồ, đỉnh đầu vẫn còn ấm,
vẻ mặt chẳng khác gì lúc sống. Từ đây ta thấy được Di Đà nguyện lực, chúng sanh tâm lực, cả hai thứ đều chẳng thể nghĩ bàn. Ấy là vì chân như Phật tánh chúng sanh vốn sẵn có, chỉ nhờ vào nhân duyên để khải phát mà thôi. Như hạt giống đã gieo xuống đất, gặp mưa đúng thời bèn nảy mầm. Những kẻ trong cõi đời dùng sức chân như Phật tánh để hàng ngày theo đuổi tham sân si, giết trộm dâm, ví như đem châu mani tùy ý tuôn ra các thứ báo quăng trong hầm xí, nên chẳng thể thụ dụng được, chẳng đáng buồn ư. Nghe đến phong thái của cư sĩ, há chẳng thèm đến chết ư. Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, chớ nên nghiên cứu tràn lan, bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu tràn lan về mặt chiêu thiện căn thì có, nhưng nơi liễu sanh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu ngừng chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu dầu cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Tuy Tô Châu bị ném bom nhiều lần, có người khuyên quan đi chỗ khác, nhưng quan nghĩ sống chết có mạng. So với chuyện bị kinh sợ trên đường đi, sao bằng ở yên bất động, bị trúng bom chết yên vui. Vì thế nhắc lọt dùng lý do này để từ khước. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm Chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể trốn tránh, bị trúng bom chết sẽ liền vãng sanh. Đấy cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chán nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Còn như niệm Phật cũng được, niệm Quán Âm cũng được, cần gì phải lắm phen so đo thừa thải như vậy. Do nỗi khổ trong mạt kiếp nặng nề, Đức Quán Âm lòng bi sâu xa, nên quan thường khuyên người khác niệm kèm thêm danh hiệu Ngài để mong mau được Ngài từ bi che chở. Niệm Phật cũng chẳng phải là không được cảm thông, mà niệm Phật cũng không phải là chẳng thể niệm kèm thêm danh hiệu Quán Âm. Chuyên niệm hay kim niệm đều được. Đức Phật cũng từng dạy con người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế biết là hoàn toàn chẳng trở ngại gì. Nếu niệm Di Đà cầu sanh Tây Phương, lại niệm Dược Sư cầu sanh Đông Phương thì không được. Còn Di Đà và Quán Âm là cùng một sự, nhưng Đức Quán Âm bi sâu nguyện nặng, nên thường kim niệm để mong mau được cảm thông. Tất cả những thứ nghị luận thừa thải đều là chẳng cần thiết. Cổ nhân nói, tuân theo điều đã nghe, hành điều đã biết. Hai câu ấy chính là khuôn phép để tu trì chân thật vậy. Hỏi, như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp, gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha. Câu chuyện do niệm Bồ Tát Quán Thế Âm được cảm ứng. Triều nhà Minh ở tại Đàm Hưng, cư sĩ Nguyễn Ứng Kiệt là một Phật tử tại gia. Ông vốn là người rất tin tưởng và luôn thành kính lễ bái trì niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào niên hiệu vạn lịch nhà Thanh năm Nhâm Dần, ông mắc phải chứng bệnh đàm ứ lên chặn cổ. Một giọt nước gần như cũng không thể uống được. Trải qua 7 ngày, sức lực ông hoàn toàn suy kiệt. Vào giờ tí đêm ấy, ông mê man. Thần thức ông thấy mình đang khiêng một chiếc kiệu đi dọc theo bờ con sông lớn, bỗng nhiên trượt chân té xuống nước. Ngay lúc ấy các loài thủy tộc có vẫy, có mai hiện đến trước mắt và súng vào đòi mạng. Lúc đó ông tự nghĩ, chắc là ta từ nhiều đời đã từng ăn thịt những loài này, nên hôm nay mới lâm nạn như vậy. Trong lúc hốt hoảng,
đột nhiên ông cảm thấy dường như có người nắm hai tay mình dắt lên bờ. Ông ngước đầu lên xem thì thấy có một vầng thái dương đỏ thắm lững lơ trên không trung, tựa bên chân núi. Quán Âm đại sĩ đang ngồi trên đài sen trang nghiêm lộng lẫy, lại có thiện tài long nữ hai bên cùng với chim anh vũ và đồ vật tịnh bình nhành dương liễu như trong các bức tranh ông thường lễ bái chiêm ngưỡng. Cư sĩ dùng tay sờ y phục thấy vẫn khô ráo, liền đến trước Bồ Tát cúi đầu lễ tạ. Đại sĩ bèn dạy: ông vốn là thiện tri thức chuyển thân, lại thêm thờ ta chí thành cung kính, nên ta đến đây để cứu ông. Nhưng vì sát nghiệp của ông quá lớn mới mắc phải chứng bệnh nan y ấy. Vì vậy, nếu ông hoàn toàn không sát sanh nữa thì bệnh của ông sẽ được lành. Vương cư sĩ thưa: kính bạch đại sĩ, đây cũng là bổn ý của con. Con xin thành kính vâng lời răn dạy của ngài. Đại sĩ lúc ấy nói: hiện ta có thứ đề hồ này cho ông uống. Vương cư sĩ kính cẩn bưng chén đề hồ lên uống cạn. Chén đựng đề hồ ấy giống như pha lê, trong ngoài thông suốt. Đề hồ có màu sắc vàng và trong, mùi vị thanh tao, không thơm gắt như vị ở thế gian. Uống xong, vương cư sĩ cúi đầu lễ tạ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền thức giấc. Trong miệng vẫn còn hương vị ngang ngát của đề hồ. Toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi. Chỉ trong giây lát, bỗng cảm thấy thân thể mát mẻ nhẹ nhàng, nơi chỗ tim ngực thấy sảng khoái, cổ họng thông suốt. Người nhà cư sĩ mang nước cháo đến uống, thì khi dùng xong, ông cảm thấy tinh thần minh mẫn, sức khỏe hồi phục lại như trước. Từ ấy về sau, vương cư sĩ từ bỏ việc sát sanh, lại tự thân trước tác bộ ký linh giới sát trung ngôn, tức là dùng lời chân thật ghi chép sự linh ứng và lời răn dạy cấm sát sanh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Số 3. Tổ sư Ấn Quang khai thị về bảo thân tiếp dục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt. Từ xưa đến nay do họa này mà nước mắt nhà tan, diệt thân tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó, những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành ôm ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ, không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được. Ôi cái họa nữ sắc, sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu cả cõi đời để biết được lý phước thiện họa dâm, lại còn nêu ra các sự thực để răn dạy, ngõ hầu những ai biết tự ái đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoảng hiểu ra, cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước, giàu thọ khỏe mạnh bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi họa nghèo bệnh chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập, cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc lại để ấn thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Phải biết, đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răn nhân quả báo ứng đều có thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh thì một trận lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Con em đất Trường An ở xứ Tần Thiểm Tây của tôi phần nhiều thích chơi dế. Có ba anh em tuổi đã choi choi, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi. Con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt,
thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏ lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hại đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm, bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra, lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hễ thấy trang sắc nước hương trời, đều tưởng như con quỷ treo cổ thấp khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước. Sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư. Số 4. Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết phóng sanh ăn chay. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi xáo nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận văn làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy, Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để con người giết ăn. Đã giết xong, bèn hiện các tướng lạ, ngõ hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghiêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho tròn. Trước khi giết đều nổi là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Không sát sanh là giới đầu tiên trong năm trọng giới của Phật giáo. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát sanh là nặng nhất, quả báo sát sanh cũng nặng nề nhất. Vậy nhưng khắp dưới gầm trời, không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Chẳng biết rằng loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết như nhau, đều có linh tánh như nhau và đều có Phật tánh như nhau. Chúng do ác nghiệp mà đọa vào thân súc sanh, ta may mắn do thiện nghiệp mà được thân người. Một chút tâm từ bi chẳng khởi, giết hại, ăn nuốt lẫn nhau. Đời này tôi giết anh, kiếp sau trả nợ mạng, liên miên trói buộc nhau trong nhân quả luân hồi, chẳng đau xót lắm ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sanh cái họa đau binh do người gây ra và các thiên tai như nước, lửa, hạn, lục, đói kém, bệnh dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập, vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Thời ngũ trược vô vàng xấu ác, khuyên người ăn chay quả thực là vô cùng khó. Nguyện những ai đọc, xin hãy ngừng việc giết hại loài vật. Quả báo thực vô cùng nặng nề. Nếu bạn chưa ăn chay, xin hãy nhớ điều này. Bạn có thể mua đồ người ta bán sẵn về ăn, nhưng tuyệt đối đừng sát sanh trong nhà. Câu chuyện quả báo sát sanh. Tôi tên là Trương Nghĩa, nhà tại thành phố Thiên Tân, năm nay 24 tuổi. Vào năm 19 tuổi, tôi bị bệnh nặng. Mới đầu hai chân mất cảm giác, đi đứng khó khăn. Sau đó bệnh chuyển nặng, xương hông, xương khớp đau không chịu nổi. Hai chân không thể cử động, hễ bóp nhẹ vào là đau đến toàn thân co rúm. Bác sĩ khám xong rồi nói, bệnh này cực kỳ hiếm thấy, vô phương phán đoán, chỉ có thể tạm gọi là viêm đơ, cứng cột sống. Bệnh này không thể trị, chỉ có về nhà nghỉ dưỡng thôi. Về đến nhà, suốt ngày tôi nằm dài trên giường, buổi tối không thể ngủ, do cơn đau càng nặng. Bà má tôi đi khắp nơi cầu thầy chẩn trị, mới mấy ngày mà bơ phờ tiều tụy. Mẹ tôi có người bạn đồng nghiệp họ Dương, ông Dương quy y với Hòa Thượng Diệu Pháp ở Ngũ Đài Sơn. Nghe ông nói Hòa Thượng Diệu Pháp có tuệ nhãn, hễ ai bị bệnh nan y mà đến nhờ Ngài thì đều khỏi bệnh. Tất cả đều không trị mà lành, hồi phục giống như chết đi sống lại. Cha mẹ tôi nghe vậy vội tìm đến gặp Hòa Thượng. Khi ông bà kể cho Ngài nghe bệnh trạng của tôi, Hòa Thượng hỏi, có phải con trai của hai vị rất thích ăn thịt ếch? Mẹ tôi đáp, dạ phải.
nó thích món ớt xào. Ớt mỗi tuần ăn 2-3 lần. Hòa Thuận lại bảo, hiện giờ hai chân cháu có hình dạng như chữ cung phải không? Vừa nói ngài vừa dùng tay phát họa diễn tả. Dạ, hai chân nó có hình giống y như vậy. Hòa Thượng hỏi tiếp, các vị xem hình dáng đó có giống như con ớt không hả? Thấy ba mẹ tôi ngơ ngác, ngài bảo, cháu bị bệnh này là do ăn quá nhiều ớt mà chưa cảm nên. Đây chính là nhà Phật thường nói, báo ứng của tội sát sanh. Sau đó Hòa Thượng đến nhà xem cho tôi. Ngài xem bệnh rồi khai thị về nhân quả báo ứng và sáu nẻo luân hồi. Việc này khiến tôi cảm động và có cảm giác như mình đi trong đêm đen bỗng được đèn soi sáng. Hòa Thượng vừa giảng pháp vừa định dùng tay xoa bóp chân tôi. Thấy thế mẹ tôi cuống quýt ngăn cản, xin đừng làm vậy, vì hãy chạm đến một chút là cháu nó đau đớn. Hòa Thượng cười bảo tôi, vậy ta có nên xoa bóp cho con nữa không? Lạ thay, lúc hai tay Hòa Thượng tiếp xúc với hai chân tôi, không những tôi chẳng đau mà còn cảm thấy nóng ấm dễ chịu. Hòa Thượng dặn tôi từ nay không nên ăn ớt, không sát sanh. Lại bảo nếu có thể thì nên ăn chay sẽ khỏe mạnh. Ngài bảo tội lớn đầy trời, sám hối liền tiêu. Chỉ cần tôi thật lòng ăn năn sám hối những sát nghiệp đã tạo, mỗi ngày chịu khó vì bao sinh linh đó mà thành tâm niệm Phật cầu siêu cho chúng, hai chân tôi sẽ hồi phục lại. Tôi nghe theo lời Ngài, bắt đầu giữ giới chặn sát sanh, ăn chay niệm Phật. Cha mẹ tôi cũng niệm Phật hỗ trợ, cầu cho tôi sớm mạnh khỏe. Bệnh của tôi dần dần chuyển biến tốt, nhưng khi bạn bè đến thăm, thấy tôi thân thể quá suy, nên ai cũng khuyên ăn mặn cho có chất bổ dưỡng. Cha mẹ tôi cũng nóng ruột, bảo tôi đợi thân thể khỏe hẳn rồi hãy ăn chay. Do niềm tin không kiên cố, tôi bị mọi người thuyết phục, thế là quay lại ăn cá thịt. Về sau này khi tụng kinh Địa Tạng, tôi mới biết mình thuộc loại người vừa mới phát hiện tâm, trong chốc lát đã vội thối thất. Hậu quả là sau khi tôi ăn mặn lại thì hai chân đau kịch liệt trở lại. Dù tôi có chích uống thuốc gì cũng đều vô hiệu. Lúc này cha mẹ tôi cũng quýt đi tìm Hòa Thượng Diệu Pháp, nhưng không được. Dương cư sĩ nói Hòa Thượng đã đi Nam Phương tự giảng Pháp, trải qua bao trắc trở vất vả. Cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với Ngài. Qua điện thoại Hòa Thượng hỏi, con lại ăn cá lương phải không? Lòng nóng như lửa đốt, mẹ tôi chen vào thưa, dạ đúng vậy, cá lương có thể giúp cháu nó bổ huyết tráng kiện thân thể à. Hòa Thượng thở dài nói, ôi chao, sao các vị không nhớ kỹ lời ta dặn? Ăn cá thịt chẳng ích chi cho thân thể, làm tăng thêm tội, khiến bệnh tình trở nặng mà thôi. Thật là nghiệp cũ chưa trừ lại gây thêm nghiệp mới. Nếu kiên trì ăn chay niệm Phật, tuyệt nhiên không thể có hiện tượng xấu như bây giờ. Nghe xong cả nhà đều hối hận, sau đó cùng thỉnh cầu Ngài dạy cho cách cứu vãn. Hòa Thượng bảo tôi phải tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi, phải thực lòng thành tâm, ăn năn sám hối. Ngài bảo tôi mỗi ngày phải siêng năng tụng niệm, hồi hướng công đức trì chủ cho chúng sanh khắp pháp giới, như vậy hiệu quả mới tốt. Từ hôm đó tôi mới thật sự bắt đầu học hỏi và tu tập Phật Pháp, ngày ngày khẩn thiết tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Không bao lâu tôi có thể tụng thuộc lào chú Đại Bi và tụng xong bộ kinh Địa Tạng trong vòng 2 tiếng. Tôi nghĩ đây là nhờ chư Phật Bồ Tát gia hộ nên mới có được hiệu quả nhanh như thế. Tôi hằng ngày tập trung tinh thần tụng kinh trì chú niệm Phật, chuyên tâm tu hành. Người khác có khuyên tôi ăn thịt, tôi cũng không lay động. Nhờ vậy mà bệnh ngày càng chuyển tốt. Sau đó tôi đến bệnh viện để tái khám kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán là xương đùi bị hoại tử. Vậy nhưng kỳ tích xuất hiện, tôi có thể bước đi không còn đau đớn. Tôi nghĩ đây chính là cảnh chuyển theo tâm. Đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi, buồn rầu, khóc lóc. Chỉ cần bình thản đối diện, tin sâu Phật Pháp, chỉ tâm tu hành, nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh. Tôi hy vọng những ai xem chuyện của tôi đều sẽ lấy đó làm gương mà cẩn trọng cảnh giác. Mong quý vị đừng sát sanh,
để khỏi đi vào vết xe đổ như tôi. Nếu không trải qua quái bệnh đau đớn này, tôi cũng khó mà tin trên đời có quả báo sát sanh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mảy may sai lệch. Mong các vị sớm tỉnh ngộ, hiểu rõ sát sanh chắc chắn chiêu ác báo mà dứt tuyệt ăn mặn. Xin hãy xem chuyện của tôi, sau khi thọ ác báo rồi mới tỉnh ngộ. Tôi luôn nhớ câu ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Những gì chúng ta tạo tác hành động, từng cử chỉ, từng niệm khởi, theo sau đều có quả báo. Mong quý vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ làm lễ phát sanh, con xin khung tình đại chúng cùng chắp tay để làm lễ phát sanh. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, vô minh vân đài, biển pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo tiền, đảm mô hương, cúng dường Bồ Tát, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thì đến nay chúng sanh do vô minh che lớp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ bạn thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thất, may thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc chiều đời các vị cũng có chiếc căn lành trong Phật Pháp. Và giờ đây các vị nên phát tâm quy y tam bảo và sám hối nghiệp chướng, và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức hương duyên, các vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bất đức lời những thiên, pháp giới vạn tan duyên, diệt tội tiêu khiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Ma Ha Tát. Phù thử thủy già bất công đức thủy tại thiên chân, tuyên tệ chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ độ hoa tàn dưới, cỡ chung vô sử bất siêu luân, thủy bất thi thủy diệu cầu pháp thân. Trần bất nhậm trần phản tất tự kỷ, nguyên trừ đời ngoài, để được đàn tràng sẽ cứu một nhi tác dương xuân. Khi ế bao nhiêu thành tịnh độ, sở vị đạo đường ngoài, chúng gian vô trực quế thánh phạm hiện tổng thanh lương. Bồ Tát đưa đồ cam lộ thủy năng linh đức biến đặc phương tinh chuyên cô ế tận tiêu trừ bộ sáp duyên tất thanh tịnh. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về tam bảo và được trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp tin sau cùng nguyện thiên chữ niệm Phật Di Đà. Chứng được người bác thoái để độ từng chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh này có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều gì rằng đến đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì, gây bao tội ác lại về mang thân sống đọa đầy chết thường đau khổ lâu về sừng có đường đường đâu. Dù là bài chứng lặng sâu lưỡi bay tên bóng mốc cô thà mồi ta cầm bất cùng với phương đồng luôn đó dù kia không ai thương hồn còn vàng vẫn nâu ra sau nồi. Mấy sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại được dỡ vết mồ vì người kịp hồi đầu quy phần sống dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miễn ý mà sinh ra. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phương lượng tu chung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp đi dục chung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng chúng chung tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp không đọa ngạ quỷ. Hôm nay các vị quy tăng không đọa bà sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đà Bảo Như Lai, Nam mô Bồ Tát Như Lai, Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai, Nam mô Ly Vô Uy Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mạng lấy A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh Đức Từ Bi tiếp đầu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Tất Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Tất Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Tất Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Phóng Sanh Công Đức Thù Thắng Hành. Phổng nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vào vô lượng quang Phật xa na nguyện tiêu tam chư chư phiền não nguyện đắc chiến huệ chân minh liệu phổng nguyện tội chúng đó tiêu trừ thế thế thượng hạnh bồ tát đạo nguyện sinh tây phương tịnh độ chúng cưỡng phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến vô ngộ vô sanh. Nguyện di thừa công đức phổ cầm ngự chúng thiên ngã đàng dư chúng sanh giải công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa tăng đại chứng minh phục nguyện. Thường chú vừa nhớ tăng uy pháp luân thường chương phong điều vua thường quân thế dân an thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng chân nghiêm Tây Phương Cội Nước Phật ngã chi đà trên đền bốn ơn nàng dưới cô khổ ba đường những người thấy nghe đường điều phó tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng cầu an cho tất cả chúng sanh đang bị bệnh corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh cùng chư vị đẳng dân sơ kỳ ấm nơi đây và hưởng cho đại chúng tại viện chiến tu và tinh thức Quan Thế Âm cùng chư vị đang tham gia pháp hội ngày hôm nay thân tâm an lành từng bình tiêu trường. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng kỳ siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh corona trên toàn thế giới cùng cầu siêu của ông Trần Khứ Bốc Danh Thiên Chánh Thượng Thọ 82 tuổi. Cụ bà Sa Di Ni Liên Phương Thế Danh Nguyễn Thị Ngày Hưởng Thọ 83 tuổi. Nguyễn Thị Nguyễn Pháp Danh Bình An Hưởng Thọ 95 tuổi. Nguyễn Văn Nhỏ Pháp Danh Chánh Minh Hưởng Thọ 79 tuổi. Nguyễn Thị Này Pháp Danh Diệu Bù Hưởng Thọ 71 tuổi. Phổ nguyện ân sư dựng dựng phụ mộ sân hành đàn na tính thí tăng ích phương điện ấm siêu dương thối pháp giới chúng sanh tình giữa vô tình đồng sanh cực lần đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Đà Phật Tứ Quy Phật. Xin an nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô thường tự quy pháp. Xin an nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng chí huệ như biển. Xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng thanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn,
Địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561-000-747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11-11-747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500-1769-0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561-370-747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.